chữa zona thần kinh bằng cây lô hội. Zona thần kinh là bệnh da liễu thường gặp và không khó để điều trị. Những phương pháp điều trị zona thần kinh bằng thảo dược cũng được nhiều người quan tâm. Trong đó chữa zona thần kinh bằng cây lô hội là bài thuốc được truyền miệng khá nhiều. Đắp lô hội lên da. Đây là cách làm dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian nhất. Cách này được áp dụng khi vùng da bị zona vừa khởi phát các nốt ban đỏ, chưa thành mụn rộp hoặc chất lô hội thấm nhanh khi đắp trực tiếp lên da và giúp da sớm khỏe lại. Nguyên liệu, một nhành lô hội tươi, còn màu xanh, thân cứng và mỏng nước. Loại bỏ phần gai hai bên mép của cây lô hội. Sau đó, thái nhành lô hội thành từng lát mỏng lấy phần ruột trong suốt bên trong rồi đắp lên vùng da bị yona, đắp trong vòng 15 phút đến khi khô lại rồi rửa sạch da. Triệu chứng sẽ giảm dần trong tuần đầu, nên thực hiện một hai lần trên ngày để đem lại hiệu quả tốt nhất. Lưu ý, lựa chọn nguyên liệu sạch, không bị nhiễm thuốc hóa học. Rửa sạch lưu hội nhớ gọt bỏ phần vỏ và nhựa vàng cẩn thận để tránh gây ngứa và kích ứng da. Không đắp, bôi lô hội trên vùng da đã có vết thương hở. Đến gặp bác sĩ khi các triệu chứng bệnh không thuyên giảm.